Xin chào các cô gái có niềm đam mê và tình yêu bất tận với son môi. Mình vô cùng xúc động khi được ở đây ngày hôm nay được nói chuyện với các bạn. Cho dù các bạn là một cô gái đam mê kinh doanh hay các bạn là một người đam mê làm đẹp, mình tin rằng các bạn có thể dành hàng giờ cho các kênh YouTube của các blogger nổi tiếng như Trang Makeup, Misofan. Các bạn cũng có thể có bộ sưu tập hàng trăm các thỏi son từ các bộ sưu tập của các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới. Và các bạn mơ ước một ngày cũng được như các cô gái ấy. Nhưng có khi nào các bạn mơ ước đến rằng mình có thể tự tay làm ra được một thỏi son môi hay có nhãn hiệu son riêng mang tên mình? Trải qua hàng nghìn năm lịch sử thì những người Ai Cập và những người Ba Tư là những người đầu tiên sáng tạo ra các thỏi son môi từ sáp ong, từ dầu ô liu trộn với bột đá nghiền màu nhằm mục đích tô điểm cho đôi môi của mình. Đến ngày nay thì bản năng ấy của người phụ nữ cũng không hề thay đổi. Đi kèm theo đó là ngành công nghiệp son môi phát triển không ngừng, với 900 triệu thỏi son được bán ra mỗi năm, cùng với hàng trăm các xu hướng, các loại son mới được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tô điểm đôi môi của người phụ nữ. Thế nhưng, son giả này, son kém chất lượng, son nhiễm chì đang tràn lan ngoài thị trường. Nếu các cô gái dùng trong một thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mình. Thấu hiểu được điều đó thì khóa học tự tay làm ra 1001 thỏi son của Wiki Lady đã ra đời. Với mong muốn không chỉ giúp các bạn gái có đôi môi đẹp từ bên ngoài mà còn khỏe mạnh từ bên trong. Đến với khóa học này, mình sẽ giúp các bạn bước vào thế giới của những thỏi son ngọt ngào và đầy màu sắc. Ngọc Anh, giám đốc sáng tạo của mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp Fifty, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt khóa học này.